bàn mừng tay mưa ni chẳng hề muộn lại bò mẹ tưng tè cho bóng phay nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao chàng kinh chàng rô bò mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tam trông khai lu bên lu bờ em coi hát coi bố ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn sẽ thay dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thầu nóng nớ tòn ba má chóc lầu trông muôn tang trăng trông phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn tòn nà bóng mẹ mưa ni bên phùa bên mía chú rể Đức Lánh xanh xuyên cùng với cô dâu Phương Hoa. Phương Hoa Đức Lánh chính thức được bắt đầu và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Bay ao nọng nơ, hát ao cằn nơ, bên phùa mía rút chua.
梦如内梦，心贴心绣，曾被梦过吧。
Rất là tuyệt vời đúng không?
một tràng pháo tay. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và thế như vậy thì những giây phút đáng mong chờ đợi cũng như sự hồi hộp của cô dâu chú rể của chúng ta cũng đã đến rồi. Vâng, và ban tổ chức của chúng tôi sẽ được kính chuyển đến mọi thân thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi từng mất tiệc từng mặt tiệc, cùng ổn định chỗ ngồi, hướng ánh mắt của mình đến sân khấu tình yêu ngày hôm nay để chứng kiến buổi lễ ra mắt của chú rể Đức Lành Xanh Xuyên cùng với cô dâu Phương Hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và Nguyễn Thị trở về đây để thay mặt hai bên gia đình gửi lời cho cô dâu và chú rể và xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành. Lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và thật đúng là tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta cuộc sống. Ai ai cũng có một trái tim nguyên vẹn, song ở đó chỉ có một nửa để yêu thương mà thôi. Vâng, và nghĩa vụ của mỗi con người đó chính là phải tự mình tìm trong mình một nửa yêu thương còn lại. Vâng, và đây bạn trẻ Đức Lành và Phương Hoa cũng không nằm ngoài quy luật đấy. Họ đã quen biết nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau. Vâng, và ngày hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị thì họ đã vượt qua cả một giới hạn của tình bạn chân chính để đến với một tình yêu đích thực và chung thủy. Vâng, và đám cưới ngày hôm nay đó chính là minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Vâng, và Nguyễn Đình sẽ không phải làm cho tất cả quý vị mất thêm thời gian nữa. Vâng, và tất cả quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hoa hạnh phúc và vang lên một tràng pháo tay thật lớn, thay cho những tiếng pháo cưới tưng bừng rộn rã để chào mừng cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng tay nắm chặt tay lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách của mình đi ạ. Vâng, xin mời. Trong lúc tìm hiểu và yêu nhau thì các bạn trẻ của chúng ta cũng đã từng hứa hẹn với nhau rất là nhiều điều. Vâng, và một điều quan trọng nhất mà chú rể hứa với cô dâu rằng anh sẽ nắm tay em thật chặt, giữ tay em từ lâu, hứa với nhau một câu là sẽ đi đến tận cuối cả cuộc đời. Vâng, và đám cưới ngày hôm nay đó chính là minh chứng cho tình yêu của hai bạn. Chúng ta đã chứng kiến khoảnh khắc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chú rể đẹp trai đa tài, vâng, và cô dâu thì xinh xinh ngoan ngoan lại hiền hiền tuyệt vời nữa đúng không ạ? Vâng, và đến và cô dâu chú rể của chúng ta đã có mặt trên sân khấu tình yêu ngày hôm nay. Đây chính là những hai nhân vật chính đã mang cho chúng ta những lý do cùng nhau hội tụ về đây, đợi về đây để chúc mừng cho cô dâu và chú rể đúng không ạ? Vâng, và quả thật đúng là lời chào thì cao hơn mâm cỗ để tỏ lòng thành cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Hãy sau đây xin mời hai bạn chúng ta sẽ nở ra nụ cười thật là tươi và cúi nghiêng mình một cái cúi chào thật sâu gửi tới toàn thể quý vị quan khách đi ạ. Vâng, xin trọng kính mời ạ. Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị. Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả đấm thất gầy cha che chở đời con. Vâng, có được ngày vui ngày phúc trọng đại như ngày hôm nay thì cũng không thể không kể đến những bậc làm cha làm mẹ là thân sinh phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Vâng, và bên phía phái đoàn họ nhà trai, Nguyễn Đình trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Phá, mẹ Hoàng Thị Thuận, chúng ta sẽ cùng tay nắm chặt tay lên sân khấu tình yêu đứng về phía người con trai tuyệt vời dạng người nhất của mình để ra mắt thân thể của vị quan khách đi ạ. Vâng, trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, và cùng với sự hiện diện của bên phía phái đoàn hoàng nhà trai, bên nhà gái Nguyễn Đình trân trọng giới thiệu và kính mời có bố Tòng Văn Tâm, mẹ Cà Thị Tuê, chúng ta sẽ cùng nhau tay nắm chặt tay lên sân khấu tình yêu để ra mắt thân thể của vị quan khách của mình đi nào. Vâng, xin trân trọng kính mời. Rất chi là ý nghĩa, rất chi là hạnh phúc đối với cô dâu và chú rể. Vâng, và như vậy là chúng ta cùng được chứng kiến hai bên gia đình thân gia của chúng ta đi sân khấu tình yêu rồi đúng không ạ? Không, quả thật đúng là hôm nay nhà gái hân hoan đạp rể em về làm dâu. Vâng, và ngay lúc này đây những nhân vật chính, những nhân vật chủ chốt và hai nhân vật quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay cũng đã có mặt trên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị rồi. Vâng, và theo những hình cũng được quan sát thấy và thấy thật quý vị ơi, đúng thật là để tôi đồng thành cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Hãy xin mời hai bên gia đình của cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng nở ra một nụ cười thật là tươi và cúi nghiêng mình một cái cúi chào thật sâu gửi tới toàn thể quý vị quan khách đi nào. Vâng, xin mời. Vâng, và một tràng pháo tay để chúc mừng được không quý vị ơi?
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và một lần nữa Nguyên Hình xin được hân hoan chào mừng chào đón toàn thể các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, tất cả các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên, chúng ta đã mất chút thời gian và ngọc quý báu của mình trở về đây để chung vui cùng với gia đình cũng như là chúc mừng hạnh phúc trong năm của đôi bạn trẻ. Vâng, và trong lúc thực hiện chương trình cũng như hai bên gia đình tiếp đó đến toàn thể quý vị chắc chắn là sẽ còn rất chi nhiều thiếu sót. Chính vì thế mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thông cảm và bỏ qua cho ban tổ chức, thông cảm và bỏ qua cho hai bên gia đình cùng cô tham một chủ đề được không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, chúc cho nghĩa vợ tìm chồng bền lâu, chúc cho bên rể bên dâu, chúc trai họ bền lâu về dài, chúc cho đời ngoài cả hai chúc vui hạnh phúc tương lai lâu bền. Vâng, trải qua những năm tháng tìm hiểu và yêu nhau thì đến ngày hôm nay đây là ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024, tức là ngày mùng 10 tháng 10 năm Giáp Thìn, được hai bên gia đình lựa chọn là ngày thật đẹp, tháng thật lành để tổ chức buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc trong năm cho chú rể Đức Lánh, Sạch Xuyên cùng với cô dâu Phương Hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, Nguyên Hình khi trở về đây để thay mặt hai bên gia đình đỡ đầy cho cô dâu và chú rể. Vâng, và cũng xin được gửi loan tin mừng tới toàn thể quý vị buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc trong năm của chú rể Đức Lánh, Sạch Xuyên cùng với cô dâu Phương Hoa. Phương Hoa, Đức Lánh chính thức được bắt đầu. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Vâng, và hai bên gia đình chúng ta chúng ta nở ra nụ cười thật là tươi đi ạ. Thưa toàn thể quý vị thân mến, một tiếng pháo vang lên với tràng những đàn pháo tay cũng như tiếng nhạc rất là rộn rã vừa rồi cũng đã chứng minh một điều rằng từ nay hai bạn chung nhà, chung cha chung mẹ, chung bà chung ông, ban ngày thì chung việc ngoài đồng, buổi tối thì chung phong chung màn, chung nhau hơi thở chứa chan và chung cả một mái ấm gia đình về sau. Vâng, và quả thật đúng là ăn chồng thì phải nhớ tới vôi, hay nay đông nấu để cho vôi tôi mận mà. Vâng, và đôi câu phát biểu gọi là để cho ai họ đậm đà nghĩa sâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, Nguyên Hình cũng chính là một người con của dân tộc Thái trở về từ quê hương Trường Khoang, Quỳnh Nhai, huyện tỉnh Sơn La của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và cũng có đôi lời câu phát biểu bằng tiếng Thái đen thay cho lời cảm ơn chân thành gửi tới toàn thể quý vị quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin lần đầu xung bài xung em của mẹ bình đồng nò xung một xung làn cờ thắc mặt tổ chức từ năm mới cơ đời sáu chiêng xung bài xung em tiên cầu tích xích sang thừa có chứng đại kỳ đầu hồ mú đẩy kịp thú hồ pan sân lan có chứng đại kỳ đầu trong mưng nát khỏng vàng cưới nụ sửa bắc bỏ cay đẩy bắc khèn mắt trông khởi bờ sang sổ phái phút giả tàn nai hao qua phút giả cờ mi đủ chay tàn nai mi đủ nhinh nhinh chằn sang thuồng bỏ cay chay sàn chằn sang thuồng bỏ khẩu nhinh xin cầu phền xào chay sao phì phền báo cờ nhắc vàng sao phương tử cờ ế bàn say trai lâm nửa còn lại bà năm hát vào có bất trừ hỏng hạc đốt chơi hỏng phở đốt banh bất trừ ném bất lai bất trừ xài bất kiểu cơ ba mớ sang sóng nòng sóng làn hao có chẳng đầy quén cần nằng vía mương sợ cần nằng vía bàn tản về hợp cuồng chân sợ cần nằng quam khắp cháo hèn còn chẳng đầy hèn bốc khắp cuồng tòng bước hỏng la chờ chơi nằn trai tầng tốt số ải ải buồn chờ anh nhưng tốt số em cỡ hạc cỡ banh buồn nằng ông bất sang một đi sóng phái phút ra tả nay có bất chảnh vót chề sạc cần trái sáo hà mưa lẩy mờ đi biết chăn mửa sẵn viết chép mửa đẹp chơi đi vì chân cái bật mà còn chẳng để tổ chức vàng hình vàng lòng hở rộng nòng trong làn hâu bền cù cánh đồi còn chẳng để cáo mây xung mải xung êm của mẹ phía nòng hâu ông cần thấy lắm nhờ sửa đi bị hùa kèng mất thủng mất tôm mất trung phục trong bùn mất bó đu sòng làn cho sòng phái cho hết phút giá tàn nai mì đi đầu xung đùi xung làn có lầy mất tàng nả tàng tà sòng phái phút giá tàn nai kèm vào đùi phùng em bảo mở khởi mở mà nì lại xóa chúc ở xung mải xung êm và có hảo khăn mảng dưng dây sàng lầy cây sàng phền hầu mất rũ lì sắc nộp yểm rũ xiểm sắc tà bên rũ rền sắc nằm bó bày ca đầy ngân lại bày khai đầy ngân ế in số số hầm mất dùng vé 10 tỷ sao tỷ đất số bảy số em và mẹ pin nào đó một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong ngày vui ngày phúc trọng đại như ngày hôm nay, ngoài đó nhận đến tình cảm yêu thương yêu quý nhất của tất cả quý vị quan khách trở về đây để chung vui cùng với gia đình cũng như chúc mừng cô dâu và chú rể, thì những bậc làm cha làm mẹ là sắc thân phụ mẫu của hai bên gia đình cũng như các anh các chị cũng không quên là chuẩn bị cho hai con của mình những món quà thật là yêu thương, những kỷ vật thật là đặc sắc để gửi gắm tới cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau đây quý vị xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước một bước để đón nhận đến tình cảm yêu thương đến từ bố mẹ của mình nha. Vâng, và món quà đầu tiên Nguyễn Đình xin được kính mời món quà đến từ bố mẹ đẻ của chú rể sẽ trao lại những tình cảm yêu thương và thắm thiết nhất cho hai con của mình đi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời ạ.
anh chị Trang Thiểu ạ. Vâng, xin trọng kính mời ạ. Dạ vâng, là kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Quả thật đúng là ngày vui thì pháo nổ phát trời, mẹ tặng hai lứa một đời vàng son, rằng sao hiền dề thảo đe con, chúc quả nhỏ tấm lòng son, mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài, cha mẹ ông bà đều vui. Dạ vâng, và món quà tiếp theo Nguyên Đình xin trọng giới thiệu và kính mời. Món quà đến từ gia đình của cậu Việt Xuân, gia đình của bác Bình, gia đình của Xôm Sương ạ. Vâng, xin trọng kính mời ạ. Dạ vâng, và món quà đến từ gia đình của ông Xôm Sương, gia đình của anh chị Hồng Thắng. Vâng, xin trọng kính mời ạ. Xin được kính mời gia đình của cậu Việt Xuân. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên khu vực sân khấu tình yêu ngày hôm nay để trao lại những tình cảm yêu thương và những phần quà thật là đặc sắc cho hai con hai cháu của mình đi ạ. Vâng, xin trọng kính mời ạ. Vâng, và món quà tiếp theo Nguyễn Đình xin trọng giới thiệu và kính mời. Món quà đến từ gia đình của anh chị Hồng Thắng, gia đình của anh chị Hoàng Xuân, gia đình của anh chị Long Lâm. Vâng, xin trọng kính mời ạ. Chiếm thế bầu bầu xú, chiếm thế bố chiếm ma, chiếm thế tà té nay chiếm bề. Sơ bà cổng bò bánh cờ sơ phú lán phà bồi, cổng mẹ là điểm cầu kê hồi nằm bó nầy lân. Nụ ôi ơi, nhớ trẻ sẵn ngày khó hay bố mi sẵn tóc cổng khôn nơi đủ nay. Nhớ trẻ sẵn em bút mình mà chưa nào dày, hát trắng hề bà đủ ải điểm em ó xình ma nê đủ là đủ xài co em ơi. Bò bánh cờ bố mi căm xót xa co đủ là, bố mi ngân hả hào xót xa khèn đủ uy cơ nào. Còn hạc còi bánh ở cắn đất đủ là đủ em ơi. Cứ bị tính ngân chìa ăn bờ mặn, ngân phân ăn bờ hoi, ngân nổi ăn bờ ship bờ sau cơ đời đủ ơi. Còi hạc còi bánh ngọc cằn bề nà, nát đô la đô xài co em nơ. Dạ vâng, và món quà tiếp theo nữa ở quyết định xin trọng giới thiệu và kính mời. Món quà đến từ gia đình của chú Phơi Châu, gia đình của chú Trường Kiêm, cậu Trường Kiêm mà. Vâng, xin trọng kính mời ạ. Sừng không bao giờ thành điều đúng còn không to nhớ tiền nà thành đủ là không to nhớ tiền hương nhớ bên tổn phát cản hong nhớ bên tòng trình kiềng mẹ là điện cỏ trang nhớ sùng sao chứ để nhớ biết đúng sùng biết bà mà biết bò biết mẹ cỏ trò thứ hà hơn khai này mờ mờ nỉ cỏ mờ muôn mờ hòa đôi khi biết bờ mới khởi mới không đi đâu số mày em cầu cần bốn việc bắc càn là mắt tụ mắt tôm mắt chúc phúc chúc bùn mắt bóng đủ sẵn làm cho sòng phái chúc hân phúc sàn tặng ai mình đi đâu à xúc lục xúc đoàn tập tác bản tổ chức từ đời mới à xúc mày xúc em ơi hát cầu vớt kín khẩu vớt kín lầu vớt nàng chú nàng bơm khẩu bơm lầu nay khử sân khấu nay chú bóng à ý ai ai em có mẹ bị đỏng hao mi trường đánh sánh hùng mắt tặng hờ đu hờ lá nó có sân khấu đâu hao cần tốt nuôi tương sướng nhớ hờ lá để bóng xúc mày em có mẹ bị đỏng ơi. Sau vâng, kính thưa thầy, quý thân mến, và những món quà tất cả các cô, các chú, các anh, các chị tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay vừa mang giá trị vật chất, vừa mang giá trị tinh thần. Đây chính là bước khởi đầu để cho cô dâu và chú rể của chúng ta xây dựng sự nghiệp cũng như là xây dựng hạnh phúc gia đình của mình. Vâng, và phần quà trong vấn đề đã có những chiếc lạnh sành hùng bắt tặng hùng đủ hở làn hóc của bà đó hóc cắn khẩn mát đất chạm sân khấu và phong phương đủ phương đàn các bạn tổ chức là phần tên ai em mời tí là hóc cắn khẩn mát sân khấu tặng hùng đủ hở làn hóc đất xúc mẹ em còn bên ông nữa.
Thời gian mới nhìn thấy cả số 7 em cậu cần mang kỳ lọc khẩu hồn mất chống bạc mới khởi mới cơ mà số 7 em còn bên ông ơi. Số 7 em còn những biết trường lành sành hùng ở trên mắt tặng hồn lưu hồn làng đang cất sân khấu ấy đấy số 7 em ơi. Những biết trường lành sành hùng trên mắt tặng hồn lưu hồn làng đang mất làm kính cơ ban tổ chức xin hỏi được số 7 em đâu. Vâng, xin phút món quà sang mùa mà bên cấy ngó quay ô tô, tivi, tủ lạnh, xe máy, điện thoại trên mắt tặng hồn lưu hồn làng đang mất làm kính cơ ban tổ chức xin hỏi được số 7 em đâu. Mới cho bạn làm bài mùa mà bên cấy ngó quay bên hệ đúng là trùng cả quay mà tăng năng lên một số 7 em ơi. Ông Phú sẽ có mây bên đây luôn đó. Dạ vâng, và còn một phần quà nữa rất chi là đặc biệt, rất chi là giá trị. Và tất cả cô chú anh chị có biết món quà này đến từ đâu không ạ? Món quà trị giá 1 tỷ đồng quý vị ơi. Quý vị có biết món quà đến từ đâu không ạ? Từ đâu ạ? Chưa biết đúng không ạ? Vâng, một quý vị xin công bố đây ạ. Món quà đến từ những trang phóng tay của tất cả quý vị nào quý vị ơi. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Số 7 em với nhà hàm MC đã có chắc áo cơ lở ma chắc có chắc bó thông mưu chém mưu khẩu có bất đề kín lẩu có bất đề kín nhớ bà số 7 em đâu. Chúc mưu đã chúc mừng bằng mới khởi mở được số 7 em đâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngoài đó là tình cảm yêu thương đến từ những bậc làm cha làm mẹ cũng như hai bên gia đình chúng ta của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng như toàn thể quý vị quan khách về đây để chúc mừng cho cô dâu chú rể đúng không ạ? Thì cô dâu chú rể chúng ta còn được trải qua một nghi thức nữa, đó chính là nghi thức rót rượu song banh. Vâng, ngay sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng tiến lại khu vực bàn tiệc tình yêu để thực hiện nghi thức rót rượu song banh đi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời ạ. Đẹp tuyệt vời nhất đó chính là vợ của mình từ nay về sau và mãi mãi về sau đúng không ạ? Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị và mời chú rể sẽ khui chén rượu song banh thứ nhất đi ạ. Vâng, trước hết là làm gì ạ? Trước hết là bóc tem chai rượu đúng không ạ? Vâng, quyền hình phong nói bóc tem mà có anh chị ở dưới lại cười đúng không ạ? Bóc tem chai rượu thôi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị ơi, đúng là chú rể chúng ta chuyên nghiệp thế nhỉ? Chuyên nghiệp quá đúng không ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, và ngay sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng tay trong tay và đồng nghiêng sắc mấy đầu và nở ra nụ cười thật tươi, rót đến thắp đến tình yêu đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quả thật đúng là không biết từ bao giờ những giây phút hạnh phúc luôn được bắt đầu từ những thắp đi rượu hồng, những dòng rượu hồng đang tuôn chảy trên thắp đi tình yêu hòa quyện cùng với màu sương trong vắt và huyền ảo, được ví như là nước và một ngọt nước để tưới chất tình yêu của hai bạn được tươi thắm hơn, một ngọt sẽ đầy hương vị để tô điểm cuộc sống đứa đôi sau này. Cùng anh, cùng em rót chén rượu này, dòng cây giữa nhạt xin hai bạn đừng quên nhau trăm năm đầu bạc mãi đầu nhớ các ghế hợp của ngày hôm nay. Vâng, và sau khi rót xong chai rượu song banh thứ nhất thì mấy chú rể sẽ khui chai rượu song banh thứ hai đi ạ. Vâng, bạn sắp bên tình yêu và nửa chai còn lại thì dốc ra sáu đi bên cạnh và ban tổ chức chuẩn bị. Dạ vâng, và chắc hẳn đợt này sẽ càng tuyệt vời hơn nữa đúng không ạ? Vâng, chú rể chúng ta kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Sóc và lắc thật mạnh chai rượu tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, và bạn bè của chú rể có thể nói là không thể tuyệt vời hơn nữa đúng không ạ? Dạ vâng, và hai em sẽ cùng rót để thắp đến tình yêu. Vâng, nhớ ký tượng hình thân mến, rượu là màu hồng, rượu hồng tượng trưng cho màu máu của trái tim, rượu hồng thì ta rất là ba, chữ trung ta để phần cha, chữ hiếu phần mẹ và đôi ta chữ tình. Vâng, đúng thật là em như là một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say, nếu em là một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, và ngay sau đây để tôi đồng cạo thành cảm ơn đến những bậc đập cha đập mẹ đã song thân phụ mẫu của mình thì mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ mỗi người nâng hai ly rượu hồng của mình lên mời song thân phụ mẫu. Vâng, và chú rể thì sẽ mời bên bố mẹ vợ, cô dâu thì sẽ mời bên bố mẹ chồng. Vâng, xin trân trọng kính mời. Chúng ta ngồi từng bước tiệc từng bàn tiệc, chúng ta sẽ cùng nhau rót ra những chiếc chén ly của chúng ta, chén của mình thật là đầy rượu đi ạ. Rót rượu đầy chén chưa quý vị ơi? Quý vị đã rót đầy chén rượu của mình chưa ạ? 100% là rượu chưa quý vị ơi? Có ai rót nước ngọt không ạ? Vâng, ai rót nước ngọt ạ? Dạ vâng, và ngay sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau để thực hiện nghi thức nhấp rượu song banh đi ạ. Sát thật sát và gần thật gần đấy là chú rể ơi. Đúng rồi ạ, đúng ạ. Hai tay quá kéo nhau đi ạ. Đúng không ạ? Vâng, và ngay sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức nhấp rượu song banh ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, sau khi uống rượu ra bôi xong thì mời hai em trở lại vị trí ban đầu của mình và mời hai bên gia đình thông gia của chúng ta sẽ đứng thành hình vòng cung để chạm ly chạm chén với nhau và anh quay phim của chúng ta sẽ bắt chọn khoảnh khắc thật là tuyệt vời này đi ạ. Vâng, xin mời ạ.
Vâng, xin mời hai vị gia đình tham gia, chúng ta chạm chén nhau đây ạ. Vâng. Tất cả con trai anh chị chúng ta rót đầy rượu chưa? Trong 100 lần rượu được con số 7 em ơi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nâng được chiếc ly của mình lên thật cao được không ạ? Và tuyệt vời hơn nữa, đúng thật là câu nói trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê dành cho nhau và chú rể đúng không ạ? Tuyệt vời hơn nữa thì tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nâng những chiếc ly của mình lên và cùng nhau đứng lên được không quý vị ơi? Giọng phong chất tuyệt vời đúng không ạ? Số 7 số 8 bởi vì đọc ơi, mắc kỳ đọc cho 1.4 đọc lưu làn hóa lông. Bất trẻ thầu, bất trẻ ké, sẵn ra số 7 em nữa. Thầu ké nó càng tướng thần trái chung một chung làn, nó mắc chí mặn, chí dưng lên số 7 em nữa. Là số 7 ai, ai? À nàng bài ca bài khai, chứ này ngân ế ngân lại. Bài ca để ngân lại bài khai để ngân ế hả? Bên là, chứ hằng sơ mỹ, mỹ sơ tẩy được số 7 em nữa. Càng tướng thần trái chung một chung làn đây đâu. Sập hơn chưa to lắm đúng không ạ? Chưa to lắm đâu ạ. Tất cả cô chú anh chị chúng ta cùng hô đi ạ. Cả nhà mình ơi! Vâng, tuyệt vời hơn nữa đúng không ạ? Sẵn sàng nhé, sẵn sàng nhé quý vị nhé. Một, hai, ba! Hai, ba! Hai, ba! Bé quá! Lại đi ạ! Hai, ba! Chúc mừng hạnh phúc! Hào khăn siệt sáng nữa xin mời em vào mẹ bình đồng đâu!